Còn trên thị trường hàng hóa thì đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số mở phiên đã giảm hơn 0,4% xuống mức là 2.433 điểm và giá trị giao dịch toàn sở đạt gần 4.400 tỷ đồng. Giá bông dẫn đầu đà giảm với mức giảm là hơn 1,5%, đây là mức thấp nhất trong vòng 3 tuần trở lại đây. Và cùng với đó, hai mặt hàng cà phê thì cũng đồng loạt quay đầu giảm sau tuần tăng vọt trước đó. Cụ thể thì Arabica kỳ hạn tháng 3 trên sở New York thì giảm mạnh 1,33% xuống còn là 3.590 đô la Mỹ một tấn. Trong khi đó thì cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1 niêm yết trên sở London thì cũng giảm nhẹ và chốt ở mức là 1.855 đô la Mỹ một tấn. Giá cà phê nội địa thì cũng giảm nhẹ cùng chiều so với xu hướng của giá thế giới và ghi nhận trong sáng nay thì giá thu mua tại các tỉnh trọng điểm dao động trong khoảng từ 40.000 cho tới 40.500 đồng mỗi ký, tức là giảm khoảng 100 đồng một ký so với sáng ngày hôm qua. Và để biết thêm những thông tin về thị trường cà phê, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với đại diện thành viên kinh doanh của MXV. Thị trường hiện dành nhiều sự quan tâm đến yếu tố cung trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ cà phê cho thấy sự ổn định. Triển vọng nguồn cung cho niên vụ tới vẫn được đánh giá rất tích cực do mùa vụ thuận lợi tại các quốc gia cung ứng chính và gây áp lực lên giá. Tuy nhiên theo tôi, giá cà phê sẽ có một vài nhịp điều chỉnh trong cuối năm nay do thời tiết tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ngờ có thể gây thiệt hại đến sản lượng. Riêng đối với Robusta, điều kiện thời tiết tại khu vực Tây Nguyên nước ta sẽ đóng vai trò quan trọng quyết định giá của mặt hàng này.